Đây là một siêu phẩm dành cho mấy anh chị trong năm nay. Nếu mà quý anh chị sành về trang sức thì quý anh chị dòm một cái là biết nó của thương hiệu nào rồi, đúng không? Chắc chắn là quý anh chị sẽ biết cái bộ này là của thương hiệu nào. Một bộ này nếu mà đúng là vàng trắng 750 hàng hiệu luôn thì cũng dài trăm củ. Nó bao gồm những cái gì? Vòng tay gắn, nhẫn gắn, bông tay gắn, dây chuyền gắn. Nó là một thương hiệu mà cả thế giới này những người nổi tiếng và những người sành chơi đồ giàu có đều đeo. Nó thể hiện đẳng cấp, sự giàu sang và sự chịu chơi của gia chủ. Và cũng là một món quà tinh thần dành tặng cho người yêu thương trong gia đình của chúng ta. Thôi mệt quá, nói chung cái bộ này tôi làm bằng bạc, si kim, bảo hành 3 tháng tương đương 90 ngày cho quý anh chị. Sản phẩm này được chế tác thủ công từ những đôi bàn tay của những nghệ nhân trong ngành kim hoàn, với tỷ lệ 1:1 giống như hàng thương hiệu, và được chế tác bằng bạc 925 chuẩn quốc tế, si mạ lớp bạch kim, bảo hành 3 tháng. Trong vòng 3 tháng nước si có pha chúng tôi sẽ si lại miễn phí không mất tiền. Chất liệu bằng bạc bảo hành trọn đời cho quý anh chị. Chắc quý vị chưa biết một chiếc vòng như thế này khách hàng mà đặt hàng thì tiền công ghi bạc luôn khoảng tầm 2-3 củ. Còn nhẫn, dây chuyền với lại bông tai thì sao? Cũng y chang như vậy, nếu chúng ta làm số lượng nhỏ thì tiền công rất là cao. Còn ngày hôm nay tin vui đến với quý anh chị là đầu năm mới chúng tôi có một đơn hàng là một món như thế này là 5.000 sản phẩm, cho nên quý anh tôi có giá tốt dành cho quý anh chị. Bình thường quý anh chị ơi, một bộ trang sức như này gồm nhẫn, dây chuyền, bông tai và lắc tai, giá của nó là trên 5 củ. Thì ngày hôm nay quý anh chị có thấy gì không? 5.000 chiếc nhẫn được nằm ở trên bàn. Bây giờ một chiếc tôi có thể bán lẻ và bán nguyên bộ cho mọi người. Và đây quý anh chị và các bạn thấy không, con bé em mình đang đeo đâu bông tay gắn đó. Nói chung là sáng và đẹp banh nhà lòng chợ quý anh chị ơi. Thời gian trôi qua nhanh quá, còn 2 tuần nữa thôi là chúng ta sẽ đến Tết Nguyên Đán rồi. Thì cuối năm nay ba mình có hỗ trợ cho mình một cái voucher tỷ giá 2 tỷ để dành tặng quà cho quý khách hàng. Bây giờ tôi sẽ áp cái mã ra vô cái bộ trang sức này. Chúng tôi quyết định áp mã voucher vô bộ trang sức này trợ giá 2 củ cho quý khách hàng. Thay vì bán 4 củ mấy, bây giờ chúng tôi bán cái bộ trang sức này chỉ còn 2 củ mấy mà thôi. Giá bao nhiêu mọi người không có nghe lầm đâu, vòng tay, lắc tay, dây chuyền và bông tay chỉ giá là 2 củ 6. Giá chỉ bằng một cái vòng hồi trước tôi bán mà thôi. Đối với 2 củ 6, quý anh chị sẽ sở hữu được một cái vòng tay, một cái nhẫn, một cái dây chuyền, một cái mặt dây và một đôi bông tai. Xin nhắc lại với quý anh chị, đây là hàng thương hiệu chứ không phải đồ chợ, đồ cù bất cù bơ. Một đống ở trên bàn tôi cho nên tôi có giá tốt dành cho mọi người. Một chiếc nhẫn như vậy thôi bình thường tôi đã bán 700-800 cạnh. Bộ sản phẩm này nam nữ gì đeo cũng được nha quý anh chị. Mà quý anh chị đang lăn tăn về cái chất lượng của bộ sản phẩm này đúng không? Vậy thì xin quý anh chị đừng lo. Tôi lấy cái uy tín nhà tôi với lại doanh nghiệp tôi ra bảo đảm quý anh chị, sản phẩm này về đeo không đẹp không sáng như trên video. Thì quý khách hàng hãy yên tâm vì chúng tôi có chính sách cho khách hàng sử dụng sản phẩm trong vòng 3 ngày. Nếu 3 ngày đó có ngứa hay bất kỳ vấn đề không đẹp hay gì đó thì có thể đổi hàng, trả hàng miễn phí. Cái tay này là cái tay của tôi nha. Nó mọi người thấy không? Nó có size, nói chung là ni từ 48 cho tới 54 là sẽ đeo được. Vòng và nhẫn cũng vậy, nó phi size mọi người ơi. Còn bông tai với dây chuyền thì khỏi nói rồi, ai đeo cũng được. Dây chuyền 4.5 tấc, tất cả sản phẩm được si mạ một lớp bạch kim phủ keo phủ nano trong vòng 3 tháng chúng tôi bảo hành. Trong vòng 90 ngày quý anh chị có sử dụng, nếu có phai màu chúng tôi sẽ si lại hoàn toàn không tốn tiền quý anh chị ơi. Chắc là nhiều quý anh chị cũng đang thắc mắc là cái này tôi bán bộ hay là có bán lẻ không, đúng không? Có bán lẻ nghe quý anh chị ơi. Nhưng mà quý anh chị ơi, để tôi nói cho quý anh chị nghe nè, một bộ như vậy tôi đang trợ giá cho mấy anh chị hơn 2 củ mấy mới được giá 2 củ 6. Mà bây giờ quý anh chị có muốn mua lẻ thì tôi cũng có bán đó, nhưng một chiếc vòng vậy tôi bán cũng 1.5 củ rồi mấy anh chị ơi. Mua một bộ nó rẻ hơn. Mà ngoài ra đặc biệt một cái nữa, quý anh chị mua một bộ trang sức này Tết năm nay tôi sẽ khuyến mãi cho mấy anh chị một cái hộp đựng trang sức và một cái vòng cảm thạch 8 ly đeo chung cái vòng gắn này là nhức nách. Ngoài ra mình còn kèm thêm cho mọi người một bộ nước rửa nữ trang công nghệ Nhật Bản. Mọi người có thể đeo sản phẩm mà không bao giờ sợ bị đen hoặc bị ố vàng xuống màu đâu. Trời ơi quá tuyệt vời, còn chần chờ gì nữa, mua một combo được 8 món luôn quý anh chị ơi. Để tôi đếm cho mà coi, một sợi dây chuyền, một đôi bông tai, một chiếc nhẫn, một chiếc vòng cẩm thạch, thêm một cái hộp đựng trang sức, còn một hộp nước rửa nữ trang nữa. Trời đất quỷ thần ơi, tri ân khách hàng năm mới cái gì mà mua một combo được 8 món, giá chỉ có 2 củ 6 thôi. Chương trình giáp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên, khách hàng thứ 101 là không có được giá này nghe quý anh chị. Nó sẽ quay về giá 5 củ 3. Quý anh chị còn chần chờ gì nữa mà không đặt liền đi, hoặc là để lại thông tin để chúng tôi liên hệ chốt đơn cho quý anh chị có một món hàng đẹp đeo trong năm mới nha. Có nguyên cái hộp vậy luôn đó, đặt liền đi.